Hello friends, mến chào các bạn. Bây giờ tụi mình sắp tới, đang trên đường chạy qua thành phố Maple Bridge. Chỗ tụi mình sẽ kiếm nơi câu cá nhé các bạn. Hộp trùng nhỏ xíu, 8 đồng nè các bạn ơi. Đây, trời nóng quá, trùng nó bò lên rồi các bạn ơi. Hôm nay thứ bảy nè, bây giờ 2 giờ chiều. Hồi trưa giờ tụi mình chạy tính đi câu mà xuống cái chỗ này nước cạn quá. Bây giờ anh Bảy thì sẵn đi bắt mấy con vịt nào kia ra kìa. Bắt mấy con vịt hả? Đây, nước cạn quá hình không có câu. Đâu vịt đâu em không thấy? Ở xa đó hả? Ở xa hả? Để xung lại. Anh Bảy chạy rồi bắt về. Đây anh Bảy với một con cá nè các bạn ơi. Caro Canada nha. Hello anh Bảy. Hi. Đi các ngày. Đi chơi thôi à, mấy cái chỗ kia thì nó cạn rồi. Yeah, first one. First one. Đây anh Bảy đang bị dính rong bà con ơi. Tại vì bây giờ là 3 giờ chiều rồi, nó nắng quá đó. Mình đi câu cá chắc sáng sớm với chiều tối là tốt hơn á. Dính rong. Có lẽ lên cái bự đó. Đâu? Đâu thấy đâu? Quẹo vô. Cá bự quá, chị Phương câu dính cá bự quá bạn, không vô các bạn ơi. Đâu? Bị dính rong. Đó, cái cá vừa kìa. Đâu? Giật không lên luôn à. Dính rong mà. Rồi, ồ. Dính con rắn. Dính cái bông súng. Oh my god. Này là đi câu vui nè các bạn ơi. Hello, hello. Okay, only one, so we let it go. Thấy tội nghiệp em quá à. Cho em đi đi. Thôi, bây giờ còn nắng quá, không có cá. Mình đi về nhà, đặng mình live stream, kiếm cây số các bạn ơi. Wow, trái mâm xôi nè các bạn ơi, rất là nhiều luôn. Mà mấy trái đây to lắm nha. To lắm các bạn, nó mọc quang nè. Chắc cái đại này gần hồ nước sao á mà nó to. Đây là Fraser River, giống như chỗ mà ổng chạy thẳng qua tới ngoài kia của mình luôn nè. Bán những món đồ mà người ta làm ở nhà chắc. Không phải đồ ăn, quần áo với... Ôi, người ta sắp dẹp lên ơi, người ta về rồi đó. Thấy người ta đóng cửa, ta dẹp đồ đi về rồi. Ô, người ta dẹp rồi kìa, 5 giờ sao ha. Thấy người ta đóng rồi. Ô, người ta dẹp rồi, ta về rồi. Đây các bạn thấy nhà hàng xóm mình trồng trái bí thấy ham không? To lắm á. Còn này dưa leo. Bí to lắm các bạn ơi, to thật to luôn á.
Bây giờ mình mới zoom lại gần nè, thấy không? Quá đẹp. Nhà hàng xóm nào đẹp không các bạn? Họ dễ thương. Chùm nho còn baby à. Thấy không? Thấy không? Thấy không? Dễ thương. Này cách nhà mình 2-3 căn của người Hoa luôn. Dễ thương quá. Wow. Trái xài dễ thương quá. Wow, thấy không các bạn? Thấy không? Wow. Rất là đẹp. Hôm nay có cái gì thì ăn cái đó các bạn ơi. Mời cả nhà cùng ăn với mình nha. Cái này là trái blueberry, raspberry and blackberry. Trái Việt Quốc, trái mâm xôi của tụi mình đi hái vào trong vườn á, mình hái xong mình ra trả tiền nè các bạn. Trái Việt Quốc thì hái tuần trước rồi. Còn trái mâm xôi, raspberry, blackberry thì mới hái. Làm biết nấu cơm nên có gì ăn đó nha các bạn. Có thịt bò thì ướp, rau salad tươi này của cái gì người Hoa đối diện á, gì Hoa đó cho ngon lắm á, tươi dễ sợ luôn á, nên mình thấy có salad tươi á mình mới nướng ăn. Đây mình nướng thêm bí ngòi zucchini vậy, mình thích ăn zucchini ngon. Thịt bò Costco ngon. Cho xong một ngày, cho qua một ngày các bạn ơi. Hello. Hello. Hello anh Bảy. Hôm nay được ăn đồ nướng rồi các bạn ơi. Mấy ngày nay hết mì gói rồi nên được ăn đồ nướng. Mấy ngày nay ăn cái gì? KFC, McDonald's, cái gì nữa? Rồi trước khi được ăn cũng khổ lắm nè. Sao vậy? Các bạn bị quay điều. Quay video rồi mới được ăn. Bị bắt buộc vào video mới được ăn phải không? Ok. Tội nghiệp không? Mời các bạn nha. Mấy ngày nay như mình ngày hôm qua mình quay xong mình tính đi ăn food truck á. Nhưng mà tiếng không, người ta để trong Google là có, đến khi là tới chỗ thì không có. Cười dễ sợ luôn. Thôi về nhà ăn gì? Kiếm gì ăn cái đó phải không? Ăn mì gói. Ăn mì gói. Đơn giản vậy thôi, cho nó qua một ngày nha các bạn. Có gì thì ăn cái đó thôi à, không có cầu kỳ. Cho nó qua.